Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thông tin thời tiết tích cực mà rất nhiều khán giả ở Bắc Bộ mong đợi đó là hiện tượng sương mù, mưa phùn sẽ giảm dần và chấm dứt chuỗi ngày nồm ẩm kéo dài suốt từ đầu tháng 2 tới giờ ở Đông Bắc Bộ. Từ hôm nay thì Bắc Bộ có nắng nhiều hơn cùng với nền nhiệt tăng dần. Nguyên nhân giúp cho tăng nắng, tăng nhiệt là do lúc này khối không khí lạnh tiếp tục suy yếu, vùng áp thấp phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông. Vì thế mà tác động của đới gió ẩm cũng thu hẹp lại, chỉ còn duy trì mưa nhỏ ở đồng bằng và ven biển vào thời điểm sáng sớm. Từ trưa chiều nay, mưa dứt, trời chuyển nắng cùng với nền nhiệt ở khu vực đồng bằng ven biển tăng lên mức là từ 24 đến 26 độ. Khu vực sâu bên trong đất liền thì mức nhiệt là từ 28 cho tới 30 độ. Thậm chí là ở phía Tây Bắc, một số nơi nhiệt độ có thể tăng lên mức là 31 đến 33 độ do trời nắng mạnh. Ở miền Trung, áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng dần cũng khiến cho hôm nay hầu khắp khu vực trời cũng có nắng từ sớm và cường độ nắng mạnh vào trưa chiều. Mức nhiệt cao nhất chiều nay từ Hà Tĩnh trở vào đến Bình Thuận tăng nhanh lên ngưỡng là 29 đến 31 độ. Càng đi lui về phía Nam thì cường độ nắng càng gay gắt hơn khiến cho nền nhiệt cũng tăng cao. Khu vực Tây Nguyên nhiệt độ phổ biến là từ 30 đến 32 độ. Còn ở Nam Bộ thì tất cả các tỉnh miền Đông đều đạt mức nắng nóng với nhiệt độ quanh ngưỡng 35-36 độ. Ngay cả ở miền Tây, trưa nay nhiệt độ cũng lên tới mức là 33 đến 34 độ, trời nắng mạnh và nóng rõ. Quý vị lưu ý là do trời ít mây, nắng mạnh nên chỉ số tia cực tím hay còn gọi là UV ở mức rất cao, từ 9 đến 10. Thời gian nắng gắt là từ 11 đến 15 giờ. Vì vậy mà quý vị hạn chế các hoạt động ngoài trời trong khoảng thời gian này. Và nếu như có ra ngoài thì quý vị nên che chắn kỹ cho da và mắt để tránh ảnh hưởng từ ánh nắng mặt trời. Trên biển, hầu khắp các vùng biển bao gồm cả khu vực huyện đảo Hoàng Sa, Trường Sa đều có thời tiết tốt, gió nhẹ, chỉ khoảng ở mức là cấp 3, cấp 4, trời ít mưa, tầm nhìn xa trên 10 km. Bản tin thời tiết sáng ngày 11 tháng 2 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.